Bạn có bao giờ tưởng tượng được rằng sự giàu có thể mang đến cho con người không chỉ những thú vui riêng tư mà còn là những điều hoàn toàn điên rồ và khó tin? Từ những chiếc siêu xe độc đáo đến những căn nhà dát vàng, hay thậm chí là những chuyến du hành vũ trụ tốn tiền tỷ. Thế giới của những tỷ phú không chỉ đầy ắp tiền bạc mà còn độc đáo đến mức khó mà tưởng tượng được. Trong số phát sóng này, hãy cùng Văn Tùng Team khám phá những thứ điên rồ, những tài sản lạ thường thuộc sở hữu của những người giàu nhất thế giới. Và trước khi vào nội dung chính, anh em hãy tặng một like để ủng hộ đội ngũ sáng tạo của chúng mình nha. Cũng đừng quên nhấn subscribe và bật chuông thông báo để các video của chúng mình được gửi ngay tới các bạn sau khi phát sóng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Mark Zuckerberg chi hàng triệu đô cho bảo mật cá nhân. Một nhân vật của công chúng sẽ luôn phải đối mặt với sự để ý, săm soi của báo chí và dư luận. Vậy nên những thông tin mật cũng như sự riêng tư cá nhân luôn được họ đặt ưu tiên hàng đầu. Mark Zuckerberg, người sáng lập Facebook cũng không ngoại lệ. Năm 2016, Facebook đã chi 4,9 triệu đô cho các chi phí liên quan đến an ninh cá nhân của Mark Zuckerberg tại nhà riêng và trong những chuyến đi công tác của ông. Sang đến năm 2021, khoản chi phí này đã tăng lên gần gấp đôi, khoảng 7,3 triệu đô để tăng cường hơn nữa sự bảo vệ cho ông chủ Facebook. Tính ra mỗi ngày mạng xã hội lớn nhất thế giới đã chi 20.000 đô la trên một ngày, chi để bảo mật cá nhân Zuckerberg mà thôi. Đây được đánh giá là chi phí kỷ lục về bảo mật cá nhân cho một CEO của một tập đoàn lớn. Nghĩ kỹ thì anh Mark cũng hơi kỳ nha. Anh kiếm bội tiền từ các thông tin cá nhân của tụi nghèo chúng mình, rồi lại dùng số tiền đó để bảo mật cho bản thân đấy. Chưa dừng lại ở đó, năm 2018, Facebook đã phê duyệt 10 triệu đô để tăng cường bảo mật cho CEO Mark Zuckerberg và cả gia đình của ông. Nhưng điều đó có là gì? Bạn nên nhớ Zuckerberg đang sở hữu khối tài sản trị giá 74 tỷ đô và là một trong những tỷ phú tự thân giàu nhất thế giới. Mark Zuckerberg xây dinh thự trên đảo. Vẫn tiếp tục là Mark Zuckerberg và sự coi trọng quyền riêng tư của anh ấy. Năm 2014, Zuckerberg được cho là đã bỏ ra 100 triệu đô la để mua hai khu đất rộng lớn trên đảo Kauai North Shore, tạo thành một khu đất rộng 1.400 mẫu Anh, tương đương hơn 566 hectare cho gia đình nghỉ dưỡng. Khu đất có gần 800 mét mặt tiền giáp biển, cùng một trang trại hữu cơ đang hoạt động. Theo tài liệu quy hoạch, khu phức hợp này có tên là Khu Lao Ranh, bao gồm một nơi trú ẩn dưới lòng đất, có nguồn cung cấp năng lượng và thực phẩm riêng. Giấy phép xây dựng cho thấy mức giá công trình chính khoảng 100 triệu đô, cùng tiền mua đất 170 triệu đô la. Tuy nhiên, con số thực tế có thể lớn hơn, do chi phí xây dựng tại hòn đảo này dần tăng cao theo thời gian. Các chuyên gia xây dựng cũng cho rằng chi phí này thuộc hàng lớn nhất lịch sử đối với một công trình cá nhân và có thể sánh ngang với các dự án quân sự lớn. Đến nay, khu phức hợp đã hoàn thiện một phần, bao gồm hơn chục tòa nhà với tổng cộng ít nhất là 30 phòng ngủ và 30 phòng tắm. Khu này có hai dinh thự chính với tổng diện tích sàn là 57.000 feet vuông, tức khoảng 5,3 nghìn mét vuông, tương đương với một sân bóng đá chuyên nghiệp. Bên trong dinh thự có nhiều thang máy, văn phòng, phòng hội nghị và một bếp cỡ công nghiệp. Bản vẽ cho thấy hai dinh thự trung tâm được nối với nhau bằng một đường hầm, dẫn vào một nơi trú ẩn dưới lòng đất rộng hơn 400 mét vuông, có đầy đủ tiện nghi và máy móc. Ngoài ra, xung quanh khu nhà chính là một mạng lưới gồm 11 ngôi nhà trên cây, được kết nối với nhau bằng những cây cầu dây. Nơi đây còn là phòng tập thể dục cỡ lớn, hồ bơi, phòng tắm hơi, bồn tắm nước nóng, bể ngâm nước lạnh và sân tennis. Elon Musk sở hữu máy bay riêng. Elon Musk là một tỷ phú nổi bật trong ngành công nghệ cao. Ông luôn phá vỡ mọi khuôn mẫu để không ngừng sáng tạo. Với tinh thần đó, ngay từ khi còn trẻ, ông đã kiếm được một khoản tiền khổng lồ ở Nam Phi. Mặc dù là một người thẳng thắn và gây không ít tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng Musk đã chiếm lĩnh thế giới công nghệ bằng việc sở hữu các công ty lớn như là PayPal, Tesla và SpaceX, cùng nhiều công ty khác. Tổng tài sản của Musk hiện tại là 20,4 tỷ đô. Với khối tài sản kếch xù này, thì việc Elon Musk có một chiếc máy bay phản lực cho riêng mình là điều dễ hiểu. Nhiều thập kỷ nay, ông đã sở hữu chiếc Gulfstream G650ER trị giá 70 triệu đô la. Theo báo cáo đưa ra, riêng trong năm 2018, ông đã bay 150.000 dặm trên máy bay riêng của mình. Elon Musk và bộ sưu tập tàu tên lửa. Năm 2002, Elon Musk trở thành triệu phú ở tuổi 30. Tại thời điểm ấy, ông sở hữu khối tài sản trị giá khoảng 200 triệu đô la. Elon Musk sau đó đã chi một nửa tài sản, tức là khoảng 100 triệu đô, để thành lập SpaceX, với hy vọng thiết lập các chuyến du hành vũ trụ để chinh phục sao Hỏa. Chiếc tên lửa đầu tiên của SpaceX là Falcon 1 đã được phóng vào vũ trụ từ năm 2006 nhưng không thành công. Đến tháng 9 năm 2008, SpaceX mới phóng thành công tên lửa này vào quỹ đạo từ đảo Omelek. Dù trải qua không ít thất bại và tiêu tốn vô vàn tài sản,
Nhưng Elon Musk chưa bao giờ nguôi ngoai giấc mơ chinh phục vũ trụ của mình. Đến năm 2019, ông đã cho ra mắt một con tàu vũ trụ mới mang tên là Starship. Đây là một tổ hợp tên lửa và tàu vũ trụ khổng lồ, được thiết kế để vận chuyển con người và hàng hóa lên mặt trăng, sao hỏa và xa hơn nữa. Trải qua nhiều lần thử nghiệm, nguyên mẫu Starship SN15 đã có chuyến bay thử thành công đầu tiên vào ngày 5 tháng 5 năm 2021. Tới tháng 11 năm 2023, Starship đã thử nghiệm thành công việc phân tách tầng tên lửa chính ra khỏi tầng thứ hai. Dự kiến, Starship sẽ là phương tiện đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng vào năm nay, năm 2024, theo chương trình Artemis của NASA. Bill Gates mạnh tay mua hòn đảo riêng cho mình. Năm 2018, Bill Gates, khi ấy là người giàu thứ hai trên thế giới, đã đến Amber Grisgay, Belize, ở vùng biển Caribe để chơi quần vợt. Ông đến đó bằng chiếc du thuyền sang trọng với kích thước cực lớn của mình. Ban đầu, ông chỉ có ý định mua một bất động sản trên hòn đảo này. Tuy nhiên, sau đó Bill Gates đã quyết định mua luôn toàn bộ hòn đảo lớn nhất tại Tenerife, cách thành phố Belize 24 dặm về phía đông. Toàn bộ hòn đảo trải dài khoảng 400 mẫu Anh, khoảng gần 9.000 m², và với việc sở hữu hoàn toàn hòn đảo này, đương nhiên ta có thể gọi Bill Gates là vị chúa đảo giàu nhất thế giới. Bill Gates sở hữu siêu dinh thự. Bill Gates là người đồng sáng lập Microsoft và từng là người giàu nhất thế giới. Viên ngọc quý trong tài sản của ông không thể không kể tới Xanadu 2.0. Đó là một ngôi nhà cực kỳ xa hoa Bill Gates đã dành tới 7 năm và tiêu tốn tới 63 triệu đô để xây dựng. Dinh thự này rộng hơn 6.000 m², nằm ở Medina, ngoại ô thành phố Seattle, tiểu bang Washington, Mỹ, được so sánh gần bằng một sân bóng đá lớn. Nội thất của Xanadu 2.0 được thiết kế bởi kiến trúc sư người Pháp Thierry Dispont, một kiến trúc sư từng góp phần phục chế tượng nữ thần tự do vào những năm 1980. Siêu dinh thự này có 7 phòng ngủ, 24 phòng tắm và 6 nhà bếp. Mỗi nhà bếp nằm ở một góc, giúp mọi người có thể dễ dàng tiếp cận. Phòng ăn chính có thể chứa 200 người, trong khi một phòng thân mật hơn có sức chứa 24 người và được trang bị lò sưởi. Ngoài ra, dinh thự còn có phòng sông hơi ướt, phòng sông hơi khô và phòng tập thể dục hơn 2.000 m². Toàn bộ các thiết bị trong nhà được lắp hệ thống cảm biến công nghệ cao. Bill Gates đã chi khoảng 1 triệu đô la cho tiền thuế bất động sản mỗi năm cho dinh thự xa hoa này. Biệt thự của Bill Gates sử dụng loại thông Douglas giá trị cao, có tuổi thọ 500 năm. Xanadu 2.0 được xây dựng bởi 300 công nhân, trong đó có 100 người là thợ điện. Sảnh lễ tân có thể chứa tối đa 200 khách. Hội trường rộng có thể chứa 150 người cho bữa tiệc ăn tối hoặc 200 người cho tiệc đứng. Warren Buffett và bộ sưu tập các công ty. Warren Buffett được ca ngợi là nhà đầu tư vĩ đại nhất mọi thời đại. Trong suốt cuộc đời của mình, nhà hiền triết xứ Omaha đã đầu tư vào cổ phiếu với độ chính xác cao đáng kinh ngạc. Nhờ đó, ông đã mua lại thành công rất nhiều công ty lớn trên thế giới trong sự nghiệp của mình. Trong số đó có bảo hiểm Geico, nhà sản xuất phân phối kẹo See's Candies, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh Dairy Queen, nhà sản xuất sơn Benjamin Moore, thương hiệu pin Duracell, công ty kinh doanh máy bay tư nhân NetJet và hãng thời trang Fruit of the Loom. Có thể nói, nếu người ta giàu, người ta khoe cả cân sổ đỏ, thì Warren Buffett cũng có thể thoải mái flex cả tạ giấy chứng nhận quyền sở hữu doanh nghiệp của mình. Bên cạnh đó, Buffett cũng nổi tiếng không kém với việc làm từ thiện. Ông ấy đã cam kết cho đi 99% tài sản của mình trong suốt cuộc đời và đã thuyết phục được nhiều tỷ phú khác làm điều tương tự. Jeff Bezos mua lại trang trại ngô để phóng tàu tên lửa. Jeff Bezos là một trong những người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng là 196 tỷ đô. Ông có một danh mục đầu tư bất động sản rất ấn tượng, bao gồm các trang trại ngô được mua lại vào năm 2004. Nhưng tất nhiên người đứng đầu Amazon không có ý định lấn sân sang kinh doanh sữa ngô hay là bắp kẹo. Thay vào đó, trang trại ngô này đóng vai trò là nơi hoạt động của Blue Origin, công ty hàng không vũ trụ được Bezos thành lập vào năm 2000 với diện tích là 165.000 mẫu, nằm ngay ở phía bắc của Van Horn, Texas, Mỹ. Đây là địa điểm thử nghiệm của tên lửa Shepard với chuyến tàu bay đầu tiên vào tháng 4 năm 2015. Sau đó ít lâu, Bezos Blue Origin đã làm nên lịch sử vào năm 2015 khi phóng và hạ cánh thành công tên lửa này. Cho đến nay, công ty hàng không vũ trụ của Bezos đã hoàn thành lần thử nghiệm thứ 9 của tên lửa Shepard mới. Hệ thống phóng tên lửa này bao gồm một khoang phi hành đoàn bên trên tên lửa đẩy Shepard. Khoang này chứa tối đa 6 người và có thể đưa họ ra phần rìa của bầu khí quyển trái đất để thám hiểm. Jeff Bezos xây dựng siêu đồng hồ có tuổi thọ 10.000 năm. Tiếp tục là một món hàng kỳ quái trong giỏ đồ siêu sang của ông chủ Amazon. Trước đây không lâu, Jeff Bezos đã đăng lên Twitter để thông báo rằng ông sẽ cho xây dựng chiếc đồng hồ có tuổi thọ 10.000 năm ở Texas.
Theo tấm hình Bezos đăng tải, chiếc đồng hồ trị giá 42 triệu đô la này sẽ được xây dựng bên trong một ngọn núi thuộc dãy Sierra Diablo ở Texas, Mỹ. Ý tưởng này được hình thành từ năm 1995 bởi nhà khoa học máy tính người Mỹ Daniel Hill. Ông mong muốn xây dựng một chiếc đồng hồ có khả năng chạy bền bỉ trong 10.000 năm liên tục. Đây là loại đồng hồ cơ chạy bằng chu kỳ nhiệt ngày và đêm, cao hơn 150 mét. Theo dự kiến, công trình sẽ xây dựng bên trong một ngọn núi và được thiết kế để có thể hiển thị đúng thời gian cho tới 10.000 năm sau. Tất nhiên là để hoàn thành mục tiêu đó, chiếc đồng hồ sẽ được xây dựng sao cho bền vững và ít cần bảo trì nhất có thể. Nó chạy bằng năng lượng cung cấp từ mặt trời. Để thiết kế công trình vượt thời gian này, những chất liệu cấu thành của chiếc đồng hồ cũng phải được lựa chọn kỹ càng, bao gồm titanium, gốm, thủy tinh, đá sapphire và thép không gỉ. Thế nhưng, việc chiếc đồng hồ này có thể chạy trơn tru tới cả vạn năm sau hay không thì chúng ta chưa trả lời được. Tạm thời anh em cứ viết di chúc nhắn nhủ cho con cháu vài trăm đời sau, chú ý kiểm tra thông tin xem là công trình của Jeff Bezos có thành hiện thực như chủ nhân mong đợi không nha. Sergey Brin và Larry Page sở hữu sân bay riêng. Google cho đến nay vẫn là một trong những công ty thành công nhất trên thế giới. Các nhà sáng lập công ty này là Sergey Brin và Larry Page sở hữu không chỉ một mà là 8 máy bay phản lực trong đội bay tư nhân của họ. Không chỉ vậy, họ còn xây dựng một sân bay tư nhân để phục vụ cho việc đi lại bằng máy bay của mình. Cụ thể, những tỷ phú này đã chi gần 82 triệu đô để xây dựng sân bay riêng tại San Jose, California, Mỹ. Ngoài chức năng là điểm cất cánh và hạ cánh, sân bay còn cung cấp các dịch vụ hàng không tư nhân như bảo trì bảo dưỡng, tiếp nhiên liệu, bãi đỗ cho các khách hàng tại 116 điểm trên thế giới. Họ sở hữu 3 chiếc Boeing 757 cùng một số chiếc nhỏ hơn. Ngoài khoản đầu tư 82 triệu đô để xây dựng cơ sở hạ tầng, Google còn phải trả 2,6 triệu đô tiền thuê mặt bằng hàng năm cho Hội đồng Nhân dân thành phố San Jose trong vòng 50 năm. Ngoài ra, trong năm đầu tiên đi vào hoạt động, sân bay này sẽ phải nộp số tiền thuế là 70.000 đô la và 300.000 đô la cho 5 năm sau đó. Bên cạnh sân bay riêng, thì bản thân Sergey Brin cũng sở hữu siêu du thuyền nhanh nhất thế giới. Điểm đặc biệt trong thiết kế của phương tiện này là nó được chế tạo từ nhôm. Với chiều dài 73 mét, du thuyền Dragonfly có thể chứa tối đa 18 khách và được chăm sóc bởi đội ngũ 16 người. Theo thông tin, Sergey đã mua chiếc du thuyền này với giá 80 triệu đô vào hồi năm 2011. Nó có tốc độ di chuyển là 25 hải lý trên 1 giờ và cho đến nay vẫn là du thuyền chạy nhanh nhất thế giới. John Travolta xây sân bay trong nhà. Chất hơn cả các tỷ phú tự mình sưu tập cả dàn máy bay, nam diễn viên gạo cội John Travolta có cách tạo nét ghê gớm hơn nhiều. Ông mang luôn sân bay vào trong khuôn viên nhà mình. Cụ thể, Travolta và vợ đã xây hẳn hai đường băng, một cái dài 2.300 mét cách xa nhà kho và một cái ngắn hơn 1.400 mét đi thẳng vào nhà kho để thoải mái cất cánh và hạ cánh. Ông cũng sở hữu tới 11 giấy phép bay và bộ sưu tập 7 chiếc phi cơ vô cùng hiện đại. Do đó, cuộc sống trong các phim giả tưởng, bước ra khỏi cửa là lên máy bay, thực sự diễn ra ở ngoài đời thật. Nam diễn viên cũng thường xuyên lái máy bay đi ăn chơi, đến phim trường, dự lễ trao giải, bình thường như chúng ta lái quay đi ra chợ vậy. Robert Koch sở hữu siêu du thuyền dắt vàng. Vua đường châu Á, doanh nhân Malaysia Quách Hạc Niên đã chi 4,8 tỷ đô la, hơn 96.000 tỷ đồng, để tậu một chiếc du thuyền dắt vàng và bạch kim. Để hiểu về độ chịu chơi của quyết định này, bạn cần biết rằng số tiền này gấp 10 lần ngân lượng mà tỷ phú Abramovich đã chi ra để mua du thuyền lớn nhất thế giới là Eclipse. Chiếc siêu du thuyền dắt vàng và bạch kim của vị doanh nhân này có tên là Super Prime. Đúng như tên gọi, các phòng ngủ của siêu du thuyền nổi bần bật sự xa hoa và quý tộc khi được chạm trổ vô vàn những loại đá quý, bạch kim, trong đó những bức tường làm bằng đá thiên thạch và xương của một con khủng long bạo chúa. Vì tính chất đặc biệt của việc thiết kế nội thất này mà toàn bộ công việc gắn các đồ trang trí đều được làm bằng tay và do công ty Stuart Hill chuyên thiết kế đồ công nghệ xa xỉ thực hiện. Thực tế, công ty này đã phải mất tới 3 năm để hoàn thành việc gắn 100.000 kg kim loại quý lên khắp mọi ngóc ngách trên con thuyền siêu sang này. Anh em thấy ấn tượng với tài sản nào của các tỷ phú? Hãy bình luận cho Tùng biết với nha. Và đừng ngần ngại ấn like nếu anh em thích video clip này, cũng như ấn theo dõi để có thể cùng Văn Tùng Discovery khám phá thêm nhiều điều thú vị khác nữa. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.